con chuột nó bị hỏng mất cái này, bị rơi nó hỏng mất cái này, đấy, nó lỏng lỏng rồi. Đó, giờ sẽ tháo cái chuột này ra. Tháo chuột này ra, ta sẽ dùng cái tô bít cắn xanh. Đó. Cắn xanh. Nó sẽ là đúng một được ốc. Này mình sẽ lấy cái tô vít này mình cạy này ra. Này bị hay chuột này rất hay bị rơi, bị hỏng như thế. À, đây các bác nhìn đây. Nó bị gãy rồi bác ơi. Gãy mất rồi. Đây các bác nhìn này, bị gãy này. Rất là dở. Em sẽ thử tháo cái này ra xem. Đây các bác nhìn này, bị gãy này. Đó. Dạ. Đó, nó bị gãy này. Nhìn rồi. Đó, nó bị gãy đấy. Đấy, và cái đoạn gãy của nó vẫn còn trong máy này. Đấy, sẽ lấy cái đoạn gãy trong máy này ra nhé. Nó bị do bị rơi đấy. Nó rất là chặt trong này. Mình sẽ đẩy từ bên này sang. Đó. Đây chính là đoạn gãy của nó. Bây giờ em sẽ lấy 52 em gắn vào. Lấy 52 gắn vào. Đây 52 đây. Sẽ bôi vào hai tiếp xúc hai bề mặt. Đó. Tiếp xúc bên này nữa. Do nó bị gãy nên nó không quay được nhé. Đó. Mình bôi vừa phải nhé. Keo này đừng bôi, bôi nhiều được. Tham bôi nhiều không giải quyết được cái gì đâu. Đấy và em sẽ đợi cho nó khô. Cái này các bác lắp cái này các bác lắp chuẩn nhé. Nó chỉ cần lệch một tí thôi là hỏng đấy. Quá, cái này là hoàn thiện xong rồi, chữa xong rồi đấy. Bây giờ đợi nó khô rồi lắp vào thôi là ok. Thế quá đúng không ạ? Đó. Đó, để đợi nó khô em lắp vào thôi là xong. Không khó lắm đúng không các bác? Chào các bác.